about half your grip. Anh là chiếc bóp hiện trong ánh sáng đời em. Anh có cảm nhận được không? Một sự khởi đầu mới. Và anh lại dần đến mất đi. Em sợ mục đích chúng ta sẽ về nó theo. Em muốn chúng ta được cháy. Anh ta ở đâu? Phải chắc tất cả đều đang tưởng tượng ra. Anh ta ở đâu? Hay anh chỉ là do em tưởng tượng ra? Anh ta ở đâu? Quẩy lên! Quẩy lên! Quẩy dưới đẹp sâu! Fit Aceline Sohi Im mới là mình.